Ở trên kênh có rất nhiều anh em đang hỏi rằng giá của gỗ sưa bị ảo, toàn bị bơm thổi giống như Lanva và Bitcoin. Anh nghĩ sao về quan điểm này? Thực ra thì cái việc mà anh em chưa có trải nghiệm về gỗ sưa hoặc là mới chỉ nghe những thông tin phong phanh người ta đẩy lên Internet về Lanva, về Bitcoin hay là về gỗ sưa thì anh em cứ đánh đồng nó vậy. Nhưng mà bản thân mình cũng là con nhà nghề và cũng đã có cái truyền thống làm nghề cũng nhiều đời rồi, nhiều năm rồi. Cho nên là mình cũng rất là hiểu cái giá trị thực của gỗ sưa. Nếu để nói về gỗ sưa thì đỉnh cao nhất, về gỗ sưa giá mà cao nhất thì nó rơi vào giai đoạn từ những năm 2006-2007 để chuẩn bị cho cái thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 đấy. Ở thời điểm đấy thì Trung Quốc họ đã phải dục dịch họ mua gỗ sưa rất là nhiều ở Việt Nam để về có thể để sửa chữa và trùng tu Tử Cấm Thành, bởi vì ở Tử Cấm Thành là toàn bộ là được làm bằng gỗ sưa, từ những vật dụng ở bên trong cũng như là bên ngoài là đều được sử dụng bằng gỗ sưa. Chính vì thế cho nên thời điểm đấy thì gỗ sưa nó rất là sốt và giá trị của nó cao nhất. Ví dụ như đây là một phôi sưa bắc của mình thì ở thời điểm đấy giá nó lên đến khoảng là 25 cho đến 28 triệu đồng trên 1 kg. Và thậm chí ở những cái thời điểm mà những cái phôi gỗ đẹp và to, đặc đẹp, dài có thể xẻ được ván thì giá nó còn lên đến là 35 triệu đồng 1 kg cơ. Đấy là gỗ thường nhá. Còn chưa nói là đến gỗ nu nhá. Còn nu xưa thì giá nó rất là cao, 80 triệu, 100 triệu đồng 1 kg. Là rất là nhưng mà không có. Không có ai có hàng để mà có thể bán cả. Thế còn ở thời điểm bây giờ thì giá gỗ sưa cũng đã hạ nhiệt rồi. Gỗ sưa thì em phải biết rằng là gỗ sưa ấy thì trồng nó rất là lâu lớn. Đấy, cái rác gỗ nó rất là dày, nó cho cái lõi rất là bé thôi. Và trồng thì không thể nào bằng cái tốc độ sử dụng khai thác của người dân được. Chính vì thế cho nên là càng để thì nó càng có giá trị. Chính vì thế cho nên là tại sao mà trong cái giới thượng lưu, những anh em mà có điều kiện ấy, người ta vẫn lựa chọn các dòng gỗ quý, hiếm, đắt đỏ để chơi. Chơi ở đây thì ngoài cái việc đó chính là thể hiện gia đình, gia thế rồi bản thân đấy, thì nó còn có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn là nó có giá trị mãi mãi, càng để càng hiếm, càng để càng có giá trị. Và hơn nữa thì những cái dòng gỗ quý ấy, những cái dòng gỗ nhóm 1 ấy, thì nó có cái năng lượng nó rất là cao. Cho nên để trong nhà thì nó giúp cho cơ thể mình nó cảm thấy thoải mái, sảng khoái và gia đình được bình an hơn. Thì đấy là những mình chia sẻ cho Minh một chút về gỗ sưa.